chào quý thầy cô, kính chào các vị phụ huynh, các em học sinh thân mến. Tôi là Hồ Cẩm Hà, thay mặt cho tập thể tác giả bộ sách tin học 12 khoa học máy tính thuộc bộ sách Cánh Diều. Xin được trân trọng giới thiệu ngắn gọn về bộ sách này. Bộ sách do nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với công ty đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam thực hiện các tác giả của bộ sách là những chuyên gia trong giáo dục tin học ở trường đọc Sư phạm Hà Nội, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội. Sách giáo khoa tin học 12 khoa học máy tính thuộc bộ cánh diều gồm 2 quyển. Sách giáo khoa tin học 12 khoa học máy tính. Sách chuyên đề học tập 12 Khoa học máy tính. Sách giáo khoa Tin học 12 Khoa học máy tính do phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Hóa làm chủ biên. Quyển sách này có một số chủ đề chung với sách giáo khoa Tin học ứng dụng. Phần chung này dạy trong 44 tiết, gồm các chủ đề: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo, Kết nối mạng, Giữ gìn tính nhân văn trong thế giới ảo, Tạo trang web, Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị, một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học. Ngoài các chủ đề chung của hai định hướng tin học 12 khoa học máy tính, còn có các chủ đề riêng là phát thảo thiết kế mạng máy tính, giới thiệu học máy và khoa học dữ liệu và mô phỏng trong giải quyết vấn đề. Sách giáo khoa Tin học 12 Khoa học máy tính được biên soạn theo phương châm chung của bộ sách cánh diều mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống. Thể hiện rõ tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyển từ cung cấp kiến thức kỹ năng sang hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinh. Phần lớn nội dung trong sách là mới và được biên soạn theo quan điểm mới có tính khoa học và sư phạm những nội dung hiện đại của tin học được trình bày theo cách phát triển dần từ dễ đến khó cùng với các ví dụ minh họa được lựa chọn sao cho hấp dẫn và dễ hiểu. Chủ đề ép tạo trang web chiếm nhiều thời lượng nhất, 25 tiết, thuộc phần cốt lõi chung cho cả hai định hướng khoa học máy tính và tin học ứng dụng. Chủ đề này hướng dẫn học sinh tạo trang web bằng ngôn ngữ HTML và sử dụng CSS để trình bày trang web đẹp hơn. Việc tìm hiểu HTML đã được giới thiệu như cách mà học sinh đã tìm hiểu hệ soạn thảo văn bản MS Word trong sách giáo khoa các lớp dưới. Trong mỗi nội dung của bài học, bên cạnh việc trình bày mục đích và hướng dẫn sử dụng cú pháp thì sách đều có đưa ví dụ minh họa trực quan, đó là các văn bản HTML và hình ảnh sản phẩm kết quả. Trong thực hành, học sinh sẽ tạo các sản phẩm gần gũi với các em như là tạo trang web cá nhân, trang web đăng ký tham dự câu lạc bộ, trang web báo tường. Dự án học tập ở cuối chủ đề là để học sinh tạo sản phẩm hoàn chỉnh, phát triển tính sáng tạo và rèn luyện khả năng làm việc nhóm để chuẩn bị cho học sinh tốt nghiệp bậc học phổ thông, lựa chọn ngành học ở bậc đại học và tương lai nghề nghiệp sau này. Chủ đề G hướng nghiệp với tin học 7 tiết giúp các em hiểu được những khái niệm cơ bản về nghề, về việc làm và chức danh công việc trong lĩnh vực ứng dụng tin học cũng như trong các ngành thuộc lĩnh vực tin học. Các bài học đặt những mục tiêu phát triển cho học sinh những kỹ năng tìm và chọn lọc những thông tin có thể phục vụ được cho định hướng nghề nghiệp của mình. Chủ đề B, CS, kết nối mạng, tám tiết là chủ đề dành riêng cho định hướng khoa học máy tính. Các tác giả đã biên soạn với sự bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình, đó là giải thích được sơ lược việc thiết kế mạng lan cho một tổ chức nhỏ như một trường phổ thông. Các tác giả cũng đã chọn trường hợp ví dụ điển hình và hạn chế mục tiêu kết quả ở bản thiết kế logic. Chủ đề F, CN1, giới thiệu học máy và khoa học dữ liệu tám tiết, đây là chủ đề nối tiếp một cách rất tự nhiên những nội dung hiện đại của chủ đề A về trí tuệ nhân tạo dành cho định hướng khoa học máy tính. Để phù hợp với học sinh, các tác giả đã cố gắng tránh kiểu trình bày hàn lâm và giới thiệu cho các học sinh những nội dung từ góc độ người sử dụng với những ứng dụng rất điển hình. Chủ đề FCS2 Mô phỏng trong giải quyết vấn đề bốn tiết là sự kế thừa và tăng trưởng của những kiến thức về mô phỏng mà các em đã biết ở cấp trung học cơ sở. Qua nhiều ví dụ thú vị, các em sẽ nhận thấy rất nhiều lĩnh vực có sử dụng kỹ thuật mô phỏng. Trong bài học thực hành của chủ đề này, học sinh được hướng dẫn sử dụng phần mềm GeoGebra dùng mô phỏng để thể hiện và khám phá một số quy luật hình học như các quyển sách khác trong bộ tin học cánh diều. Sách giáo khoa tin học 12 khoa học máy tính được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực thông qua các hoạt động dạy và học. Bài học là một chuỗi các hoạt động khởi động nêu vấn đề, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng, trả lời câu hỏi tự kiểm tra, tóm tắt bài học. sách chuyên đề học tập tin học 12 khoa học máy tính do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Phân Thuận làm chủ biên. Cụm các chuyên đề này hướng dẫn học sinh thực hành ứng dụng một số cấu trúc dữ liệu thiết yếu trong tin học. Bước đầu, các em được làm quen với mỗi kiểu dữ liệu từ những ví dụ dễ hiểu và quen thuộc trong đời sống. Thông qua hướng dẫn thực hành, các em tìm hiểu cơ chế hoạt động của kiểu dữ liệu đó, điều này giúp các em phát triển khả năng áp dụng phong phú các kiểu cấu trúc dữ liệu vào giải quyết vấn đề. Cụm chuyên đề với 35 tiết học gồm 3 chuyên đề. Tìm hiểu một vài kiểu dữ liệu tuyến tính, tìm hiểu cây tìm kiếm nhị phân trong sắp xếp và tìm kiếm, tìm hiểu kỹ thuật duyệt đồ thị và ứng dụng. Mỗi chuyên đề đều chú trọng vào việc thực hành và hoàn thiện sản phẩm. Ở cuối mỗi chuyên đề có một dự án hoặc một bài tập nhóm giúp học sinh chủ động khám phá và ứng dụng các kiến thức được học, xây dựng chương trình để giải quyết các bài toán thú vị trong thực tế. Thưa quý thầy cô, bộ sách tin học 12 khoa học máy tính cánh diều được biên soạn với tinh thần tạo điều kiện để các thầy cô đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đồng thời hỗ trợ dạy học phân hóa. Cùng với sách tin học 12 cánh diều còn có các sách giáo viên, sách bài tập để làm tài liệu tham khảo và rất nhiều học liệu điện tử trên trang học10.vn. Thưa quý thầy cô, thưa quý vị phụ huynh, các em học sinh thân mến, chúng tôi hy vọng bộ sách tin học 12 khoa học máy tính cánh diều cùng với tâm huyết của tập thể tác giả, biên tập viên và họa sĩ sẽ được quý thầy cô, quý vị phụ huynh cùng các em học sinh đón nhận trong năm học mới xin trân trọng cảm ơn